Xin chào tất cả quý vị khán giả, tôi là Quách Văn Sơn, là một người con của dân tộc Mường. Tôi rất vui và hạnh phúc khi ở đây để chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của mình. Sơn thì bị liệt năm nay là 12 năm rồi. Thì như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình, tay của Sơn thì cử động được một chút mà ngón tay vẫn chưa cử động được. Chân thì vẫn bất động, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cô chăm sóc. Nhiều người cứ nghĩ rằng cô chăm mình cứ nghĩ là mẹ của Sơn, nhưng mà thực ra cô là cô họ của Sơn. Nhưng mà với Sơn thì cô cũng giống như người mẹ thứ hai vậy. Hôm đó thì mẹ đang mổ thì tiền thì lại thiếu. Thì lúc đó lại điện cho các bạn để mượn tiền, thì các bạn cũng đồng ý. Lên đến đầu dốc thì xe lại không lên được, lại lùi lại. Thế là đạp về số 1 miết là vào đúng số lớ, thì phản xạ tự nhiên ấy, ga to lên. Lúc đó Sơn cũng yếu nữa, lúc đó hoảng lên không biết là cầm nắm gì hết. Thế là đạp miết vào số 1, thế là bổng cái càng lên, đập cái cổ xuống. Lúc đó là anh đang bao nhiêu tuổi ạ? 24 tuổi. Tôi thì dạy anh Sơn là từ năm bắt đầu là học lớp 1, có rất nhiều cố gắng. Đó là cái thứ nhất, rất là hiền lành. Khi anh Sơn lớn lên, mẹ thì lâm bệnh nặng. Nhóm máu của anh Sơn hợp với nhóm máu của mẹ. Vừa chăm mẹ là vừa là hiến máu cho mẹ đi. Thế là chắc là người nó yếu quá. Đến lúc đi là ngã xe, lúc đấy mình không làm chủ được nữa. Mở mắt ra thì bản thân Sơn cảm thấy bất động hoàn toàn. Nghe bác sĩ bảo gia đình chuẩn bị hậu sự đi thì có rất ít phần trăm để cơ hội để sống. Thực sự cảm giác suy sụp hoàn toàn. Nhưng mà lúc đó lại nghĩ tới cái đứa con trai, xong người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối thì rất là cần Sơn. Không thể là một đứa con bất hiếu được, một người bố vô dụng được. Thế là Sơn vực dậy. Tôi nghĩ rằng là biến cố đã qua rồi, mọi thứ, thử thách đã qua rồi. Nhưng mà lúc đó, đêm đó Sơn nằm mơ, chỉ có mơ thấy mẹ thôi. Tỉnh dậy thì lúc đó điện về nhà thì không ai cho gặp, thì lúc đó mới biết là mẹ ở nhà đã qua đời rồi. Bản thân đã nghĩ rằng mình không muốn làm gánh nặng cho gia đình, không muốn là mình là một người vô dụng. Thì Sơn đã nghĩ đến nhiều cách để chết. Nếu mà không có cô thì chắc là không có Sơn của ngày hôm nay. Thực sự là như vậy. Tôi thì ngày trước thì ở với mẹ, thì xong là lên thăm thằng này. Nó yếu lắm, không có ai chăm. Cứ đi làm về xong lại về đút cho mẹ, là lên làm cho nó được 2 năm thì mẹ cũng mất. Thì từ bữa đến giờ thì thấy thương nó, thì cứ dần từ đấy cứ trở lên. Thì bây giờ thì làm quán hai cô cháu rồi, cứ thôi khó khăn cái gì cũng hai cô cháu tự làm mà ăn thôi. Mệt mỏi lắm nhưng mà cứ nghĩ là cháu còn khổ hơn, thế là cố gắng lên lại thấy nó khỏi mệt, bỏ nó thì cũng chắc nó cũng chết. Cứ nghĩ thế là thương nó thì ở được thôi. Sơn nhớ là cứ mỗi ngày Sơn tập một chút. Lúc đó thì cô vặn, cô đưa cái chai không ấy, chưa có nước, thì cứ ném cho Sơn rồi cô vặn ra nới ra một chút. Thì Sơn cứ cầm nắm rồi giấy răng ghì hai tay vào như này là Sơn vặn. Tính ra thì phải 5 đến 6 năm gì đấy mới mở được một chai nước. Và ngay cả viết, cầm bút viết ấy, để viết một cái tên của Sơn ấy, thì Sơn nghĩ rằng nó phải tới 3 năm để viết được một cái tên. Và bây giờ Sơn đã có thể viết được cái tên của mình. Sơn nghĩ rằng ở ngoài kia mọi người cứ nghĩ rằng nó là nhỏ bé, nhưng với Sơn là hạnh phúc cực kỳ. Sơn rất là biết ơn về điều đó khi mình không bỏ cuộc. Trong những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời, Quách Văn Sơn tìm tới sách với mục đích ban đầu chỉ để giết thời gian, tạm quên đi những đau đớn thể xác và tinh thần. Thế nhưng cũng chính lựa chọn ấy đã mở ra cho anh những bước chân vững vàng trên hành trình tái sinh. Em ơi, cái quyển hạt giống tâm hồn này vừa được tặng đúng không? Đúng rồi, vừa mới được một bác ở Hà Nội vừa mới gửi vào đấy. Cái quyển này hay này. Các bạn hàng bên này rồi, lên xem để cô chọn sách cho nè. Chú Sơn rất hiền lành. Khi con lại nhà chú Sơn để đọc truyện, con cảm thấy rất thích. Vì ở đây có rất nhiều chuyện hay và có rất nhiều các bạn để đọc cùng. Con đến nhà chú Sơn đọc sách được 2 năm nay rồi ạ. Ở đây có rất nhiều sách phù hợp với lứa tuổi của con mà gia đình con vẫn chưa có điều kiện mua được ạ. Đây là huyện miền núi, điều kiện rất là khó khăn. Có rất là nhiều trẻ em. Để mà mua được cái sách đọc thêm thì hầu như là rất là ít gia đình.
từ khi chú Sơn này mở ra cái sách này thì đã giúp được rất là nhiều các em nhỏ. Thì tôi nghĩ đây là một cái không gian lý tưởng để các em có tránh được những, thứ nhất là cái rời xa cái điện thoại, cái tivi. Thứ hai nữa là ở đây rất là gần sông suối để các em bớt được cái chơi được cái những cái chỗ nguy hiểm. Trước đó Sơn cũng không thích đọc sách cho mấy lắm, nói thật là như vậy. Nhưng mà khi thấy những cái giá trị từ trong những quyển sách thì Sơn đã bắt đầu đọc sách, và những quyển sách đó đã giúp Sơn tốt hơn, và cảm thấy các bạn nhỏ tới thì Sơn cũng đỡ buồn và cảm giác bản thân của mình cũng có giá trị. Sơn thì may mắn, Sơn mở một quán tạp hóa nhỏ lẻ thì được mọi người cũng tới yêu thương và mua ủng hộ, thì hai cô cháu thì không phải lo nghĩ về tiền cơm áo gạo tiền, về ăn uống nữa, nên là mọi thứ cũng vẫn rất là ổn định. Sơn đã ở trong rất là nhiều nhóm từ các bạn khuyết tật, thì thấy các bạn ấy vào trong nhóm chỉ thấy kêu ca than khóc cho số phận của mình. Bản thân Sơn trước đó cũng đã từng trải qua rồi, Sơn đã khóc và nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó. Không ngừng, đêm đó Sơn không ngừng thôi thúc và cuốn sách Trở Về Để Tái Sinh ra đời. Sơn muốn gửi năng lượng tích cực, muốn gửi những thông điệp mà Sơn nghĩ rằng trước đó bản thân Sơn cũng đã rất tận đáy sâu của vực thẳm đau khổ rồi. Sơn một người bây giờ Sơn luôn luôn năng lượng và luôn cười. Cuốn sách của Sơn được ra mắt cách đây cũng 3-4 tháng rồi và được mọi người đón nhận, thực sự đó là một điều rất là hạnh phúc đối với Sơn. Khi đến nhà chú Sơn đọc sách, con thích nhất là cuốn sách Trở Về Để Tái Sinh do chú Sơn viết ạ. Cuốn sách đó rất là ý nghĩa và trong đó có hành trình của chú Sơn vươn lên. Học được là trong cuộc sống có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng để vươn lên để đạt được thành tựu đó ạ. Chị Thanh Vũ vừa trở về từ cuộc thi 3 môn phối hợp siêu cự ly, một trong những giải đấu mà được đánh giá là khắc nghiệt nhất trên thế giới. Và chắc chắn là cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với anh Sơn tại đây, gia đình của anh Sơn thì cũng giống như là một chạm sạc năng lượng để cho chị Thanh có thêm nguồn cảm hứng về nghị lực của người Việt Nam để có thể tiếp tục chia sẻ cho bạn bè thế giới trên các cuộc đua của chị. Đối với Thanh thì không chỉ là anh Sơn mà rất là nhiều những nhân vật mà Thanh đã có cơ hội gặp gỡ cùng với chương trình Nối Chọn Yêu Thương. Họ đều là những người có những nguồn năng lượng rất là tích cực. Giải vừa rồi Thanh tham gia là một trong những giải giải nhất từ trước đến nay. Bơi 114 cây, đạp xe 5.400 cây số, chạy bộ 1.266 cây. Nghe thì nó dài như vậy thôi, nhưng thực ra mình thực hiện nó trong vỏn vẹn 45 ngày. Những cái ngày đấy mình cảm giác là dài dẳng vô cùng. Nhưng mà đúng là khoảnh khắc hay là những cái thời lượng 45 ngày đó nó không thể nào dài như một cuộc sống được. Qua những cái trải nghiệm thách thức đó, muốn bản thân trở nên kiên cường hơn, trở nên tốt hơn, để làm sao mà trong cuộc sống là cái giải bền bỉ dài nhất từ trước đến nay sẽ có thể đóng góp được nhiều cho những người xung quanh. Trong tay Thanh bây giờ cũng là quyển sách Trở Về Để Tái Sinh của anh Sơn. Thanh cũng rất là hưng phấn có thời gian để đọc cuốn sách này, tại vì anh nghĩ rằng là hành trình của anh Sơn rất là nhiều điều để mọi người có thể học hỏi. Thực ra lúc đầu thì nghĩ để mà viết một cuốn sách thực sự với Sơn rất là khó, từ một người vừa mới tốt nghiệp lớp 9 mà đã thế lại còn dốt văn nữa thì làm sao mà để viết sách được. Thì khi Sơn nhìn thấy những tấm gương đi trước ấy, thực sự Sơn bắt đầu nghĩ rằng tại sao bản thân mình không thể viết một cuốn để truyền động lực cho các bạn khác, mà kể bằng đúng từ những trái tim của mình để truyền cảm hứng cho các bạn ấy. Ngày hôm nay thì Thanh rất là vinh dự khi được đại diện công ty Tân Hiệp Phát tới thăm anh Sơn, trò chuyện với anh Sơn và trao một món quà nhỏ cho anh Sơn, cũng như là một lời động viên đến từ công ty Tân Hiệp Phát để anh Sơn có thể tiếp tục lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực của mình, tiếp tục lan tỏa những giá trị sống. Xin cảm ơn anh Sơn. Xin được cảm ơn công ty Tân Hiệp Phát cũng như là em rất là nhiều đã
trao một món quà rất là lớn đối với Sơn, là một món quà cũng như là tinh thần mà cũng giúp Sơn có động lực hơn để tiếp tục trên hành trình truyền cảm hứng của mình. Xin gửi tới anh Sơn chiếc kỷ niệm chương của chương trình ạ. Hy vọng rằng đây sẽ là một món quà, một kỷ niệm rất là đẹp đối với anh, để anh thêm tin tưởng vào con đường mà mình đã lựa chọn ạ. Biết ơn em. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó Sơn không còn trên cuộc đời này nữa, thì những bộ phận của Sơn mà Sơn nuôi dưỡng những điều tốt đẹp ở trong rồi, Sơn nghĩ rằng sẽ sống ở một người nào khác. Chết không phải là hết, với Sơn là như vậy. Khi mình đưa cái bộ phận của mình vẫn còn sống cho người khác để người khác tiếp tục sống ấy, thì Sơn nghĩ rằng bản thân của Sơn cũng vẫn còn đang sống.